Ôi, em chào sếp. Sếp hai mình cưới đâu đấy? Anh đi làm cái khung em ơi. Đẹp đôi quá sếp ạ. Ơi, cảm ơn em. Ô, sếp. Cô dâu xinh quá sếp ạ. Ở đâu, ở đâu? Wow, đây này. Cảm ơn em nhá. À, vâng. Thế... Ôi, hai vợ chồng đẹp đôi đấy sếp. Vâng, vâng. Quá hợp luôn ạ. À. Cảm ơn nhá. Dạ. Em sếp. Chào em. Đây, chào em. Ê, làm sao thế hả Mai? Chào sếp ạ, em không biết, em để mãi mà không lên. Đây à, đây kiểm tra cho. Anh xem giúp em với. Để đấy cho anh. Đừng cố, em học xe. Chào sếp ạ. Trời ơi. Ngon này em ơi. Nè. Ông bớt khoe tí được không? Tôi thấy ông bê cái bức tranh này 3-4 vòng quanh công ty rồi. Lấy vợ chứ có cái gì đâu. Vợ tôi khoe. Vợ ông à? Già rồi còn thích cho chúng bỏi. Dùng thành ngữ sai rồi đấy. Này, mà tôi cảnh cáo ông nhá, là ông bớt lo cái chuyện bao đồng thôi. Tôi xem vợ trẻ này có ông chịu được mấy hôm. Đấy là giọng điệu của một thằng không bao giờ có vợ trẻ. Đầy mùi đố kỵ nhá. Còn bây giờ thì tôi đi về với gia đình thân yêu của tôi đây nhá. Vâng, nhất ông. Trong cái không khí phấn khởi và tưng bừng náo nhiệt khai trương cái váy mới này thì khai trương cái nhở. Khai trương váy mới. Anh này, bắt ngày bắt mặt khai cái gì mà khai. Bắt ngày làm sao? Vợ chồng mới cưới mà. Ảnh hưởng gì đâu. Năm rồi. Ai? Vợ hẹn ai à? Không. Thì chắc đồng nát đấy, kệ đi. Chúc mừng hạnh phúc anh nhé, chồng cũ. Em có quà đặc biệt tặng anh đó. Anh là một người đàn ông lớn tuổi, đã từng có một đời vợ. Nhưng anh hứa, anh sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc. Bảo sao mà vội vã đòi ra Hà Nội? Tình cũ không rủ cũng tới à? Là em chấp nhận cái mối quan hệ của anh với gia đình cũ, nhưng em không chấp nhận được cái thái độ của anh. Điều đó có nghĩa là sức ảnh hưởng của em vẫn còn. Anh đang có chuyện muốn nói với em. Giữa chúng ta không có điều gì để nói cả. Có khi nó cố tình gây chuyện. Cả bố và mẹ con đều đang bận lo cho người khác mà. Có ai dạy con đâu mà con chả hỗn ạ? Ôi trời, này, thế không ai dạy con bé à? Mẹ,